về quyền sử dụng chúng ta nhấn vào không được lọc theo giấy phép tức là tất cả các loại ảnh Đấy. cái thứ hai được gắn nhãn để sử dụng lại có điều chỉnh tức là dùng miễn phí nhưng lại được phép chỉnh sửa Đấy. cái thứ ba được gắn nhãn để sử dụng lại tức là dùng miễn phí và không được chỉnh sửa Đấy. cái thứ tư là được gắn nhãn để sử dụng lại cho mục đích phi thương mại có điều chỉnh tức là không được dùng cho mục đích thương mại nhưng được chỉnh sửa và cuối cùng là được gắn nhãn lại, được gắn nhãn để sử dụng lại cho mục đích phi thương mại, tức là được sử dụng nhưng không được chỉnh sửa và không được dùng cho thương mại. Đó, hai cái cuối cùng là lưu ý là đây là bản quyền và không được phép dùng cho thương mại. Ví dụ như up lên để quảng cáo cho các website là không được, đấy hoặc là làm các cái catalog quảng cáo là không được. Đấy, bạn lưu ý hai cái cuối cùng. Thế còn cái thứ thứ hai và thứ ba đấy, là chúng ta có thể sử dụng miễn phí có điều chỉnh, có chỉnh sửa không. Rồi về loại thì chúng ta thấy là có nhiều loại như khuôn mặt, ảnh hình mẫu, bức vẽ thì mình chọn là uh, ảnh, dạng ảnh. Về thời gian mọi lúc, giờ qua 24 giờ qua tuần qua tháng qua năm qua hoặc là một cái thời gian nào đó tùy chỉnh. Đó, rồi về giống về hình ảnh này thì chúng ta cứ để mặc định. Rồi công cụ khác thì đây mình chọn là hiển thị kích thước bên dưới của ảnh. Đấy để khi chúng ta chèn vào những cái trang web của mình tạo ra hay là uh, những cái ô yêu cầu upload ảnh kích thước nào đó thì chúng ta biết là cái ảnh nào phù hợp. Đấy, đấy chính là cách thức tìm kiếm ảnh ở trên uh, Google.